Giọt nước mắt không rơi nhưng trò chơi vẫn kết thúc. Ronaldo lầm lũi chia tay Ero cùng kỷ lục không thể buồn hơn Cristiano Ronaldo, chính thức dừng cuộc chơi tại sân khấu. Ero sau thất bại trên chấm luân lưu của tuyển Bồ Đào Nha trước Pháp ở tứ kết. Cuộc so tài với Pháp tại tứ kết Euro 2024 sẽ là lần cuối cùng người hâm mộ còn được chứng kiến Ronaldo thi đấu ở sân khấu lớn nhất châu lục cấp đội tuyển dấu ấn tê ủi tác đã thực sự in hẳn lên từng bước chạy, từng pha xử lý, dứt điểm của siêu sao sinh năm 1985. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp CR7 không thể ghi bàn ở một giải đấu lớn Euro và World Cup, những giọt nước mắt của Ronaldo không còn rơi. Thay vào đó, cựu sao mu chứng tỏ bản lĩnh của người đội trưởng khi dành thời gian an ủi đồng đội. Ở 10 vòng chung kết Euro và World Cup đã tham dự trước đây, Ronaldo đều ghi tối thiểu một bàn. Tại Euro 2020, thậm chí CR7 giật luôn giải vua phá lưới với 5 pha lập công. Nhưng trên đất Đức, ngôi sao chuẩn bị bước sang tê ủi tứ tuần lại rơi vào cảnh tịt ngòi, dù tung ra tới 23 cú dứt điểm sau 488 phút. Anh đã có thể thay đổi kỷ lục buồn đó, nếu không bỏ lỡ quả phạt đền ở hiệp phụ, trận đấu vòng 1/8 với Slovenia. Tính đến trận tứ kết giữa Bồ Đào Nha và Pháp, Ronaldo chính là chân sút tích cực dứt điểm nhất tại Euro 2024. Trong đó, chỉ số bàn thắng kỳ vọng trong những cơ hội CR7 có được lên đến 3,52. Ít ra, Ronaldo cũng để lại dấu ấn với một pha kiến tạo ở vòng bảng và thể hiện bản lĩnh, với hai cú sút phạt luân lưu đầu tiên thành công. Ở các lượt trận vòng knockout, Ronaldo cùng đồng đội không quên tri ân người hâm mộ. Dù khẳng định Euro 2024 sẽ là lần cuối góp mặt ở giải đấu lớn nhất châu Âu cấp đội tuyển, CR7 vẫn chưa tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Điều đó cũng đồng nghĩa, Ronaldo có thể vẫn dự World Cup 2026 khi bước sang tê ủi 41.